Hôm vừa rồi mình có dọn cái con Vespa sơn lên đỏ cherry nha anh em. Thì xe này là màu vàng, gốc nó màu vàng, nhưng mà hiện tại giờ mình đã lên đỏ cherry xong hết rồi. Mình review lại cho anh em tại vì thời gian dọn nó cũng hơi lâu, do mình dọn chỉ có một mình một chứ mình không có người phụ. Thì cái thời gian hơi lâu, mình sẽ up cái video này là cái video đã hoàn thành, nhưng mà 99% hoàn thành rồi. Thì mình sẽ còn dọn một số ví dụ như tem nhẹ nhẹ một chút. Đây, đèn thì mình có sử dụng cái đèn đờ mi nhỏ màu xanh nè, và đèn led. Đây, led xanh nè, màu trắng nha. Xanh thì xanh lá cây, xanh đầu mi nha anh em.